nay được mấy 20 ký nè, nay đi còn 20 phép nè, còn 20 phép mặn ngọt lợi của anh Tú, Tú Sóc Trăng. Nên mình đi ngoài Nam Sông Hậu, sông lớn luôn đó nha, sông Bành Cà Chướng bên kia, nước đại sông, nước phèn. Nhiều các dẫn trong thùng được mới rồi, thùng được nó cá dầu, nó tôm. Đây của mình biển 126 tiếng nè. Tôi đây con này quánh nước ngọt đã phê lắm các bạn. Cho đàn tàn về sông, sông lớn mà ăn đi mà sông Hậu. Anh em nào cần sợ liên hệ với anh Tú Sóc Trăng nha, con máy là quýnh đã lắm. Thấy dính cá lóc khủng chưa? Cá lóc hết, biến cá lóc. Ba cá dồ. Mớ cá dẫn bự. Tí tôm. Cá lóc kinh khủng cá lóc. Mình cuốn đồ mình chạy về các bạn ơi, kết thúc video nha.